tình cảm mà Rose, Lisa, Jenny dành cho Jisoo Blackpink đặc biệt thế nào, hoạt động nhóm suốt nhiều năm qua, Blackpink được người hâm mộ yêu quý ngoài tài năng còn cách họ cư xử, dành tình cảm cho nhau. Tháng 1 năm 2023 là thời điểm đánh dấu tuổi 28 của Jisoo Blackpink. Là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, suốt nhiều năm qua. Nữ thần tượng luôn được xem là chỗ dựa tinh thần dành cho các thành viên còn lại. Nhân dịp sinh nhật của mình, Jisoo đã có những trải lòng với fan hâm mộ về quãng thời gian vừa qua. Theo đó, nữ thần tượng cho biết cô rất hạnh phúc vì được mọi người yêu thương. Bên cạnh đó, cô cũng kỳ vọng năm 2023 sẽ có nhiều ý nghĩa hơn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình. Được biết, năm nay Jisoo sẽ phát hành sản phẩm sâu lâu. Đây là cột mốc lớn ở tuổi 28 của nữ thần tượng, vì thế để ngày đặc biệt của Jisoo trở nên ý nghĩa hơn các cô gái còn lại trong nhóm đã chuẩn bị những món quà ý nghĩa. Lisa đã pha trò với đoạn clip về Jisoo trong ngày sinh nhật. Bên cạnh đó, em út của nhóm cũng cất công chuẩn bị bánh sinh nhật và dành những lời chúc tốt đẹp cho đàn chị. Rose cũng bày tỏ tình cảm dành cho Jisoo khi chia sẻ hình ảnh chụp chung với đàn chị và cho biết cô rất yêu quý nữ thần tượng. Bên cạnh đó, Rose còn chu đáo chuẩn bị bức thư tay để gửi những lời yêu thương đến Jisoo. Jenny đã chia sẻ bức ảnh của mình và Jisoo khi bước xuống máy bay cùng một bức ảnh được chụp phía sau hậu trường của show diễn Bon Ping. Bên cạnh đó, Jenny cũng không quên gửi tặng Jisoo một chiếc bánh sinh nhật do cô tự làm. Những tình cảm mà các thần tượng dành cho nhau được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Suốt nhiều năm qua, họ được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ đoàn kết, không để xảy ra những xích mích, đấu tố nghiêm trọng nào. Chính điều đó khiến các thành viên Blackpink khẳng định dù tương lai ra sao họ vẫn muốn đồng hành cùng với nhóm